Năm 2013, trọng tài Awasa điều khiển trận đấu thuộc giải bóng đá Liban. Vào khoảng giữa hiệp 2, ông rút thẻ vàng thứ hai đuổi một cầu thủ ra khỏi sân. Qua tức giận, anh đã ngay lập tức đuổi đánh trọng tài. Một số thành viên cũng như ban huấn luyện của cầu thủ đó cũng ajua, chạy theo khiến ông Awasa chạy thục mạng trên sân. Và trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bóng đá là môn thể thao vua, nơi tranh đấu của những đôi chân khéo léo cùng những bộ óc thiên tài. Chính vì thế cho nên sai lầm cá nhân là điều rất khó nuốt trôi và có thể để lại những hậu quả to lớn cho không chỉ cầu thủ mắc lỗi kỹ thuật mà còn ảnh hưởng đến cả đội bóng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những màn xử lý vô cùng nghiệp dư của các siêu sao sân cỏ để xem liệu rằng những chàng trai cool ngầu kia mà trót có những pha bóng lóng ngóng đi vào lòng đất thì sẽ trông quê như thế nào nhé. Khi bước vào sân đấu, trọng tài chính là người nắm giữ cán cân công lý, là người có quyền hạn tối thượng nhất trên sân. Chính vì thế, việc cầu thủ có thái độ lôi lõm với vị vua áo đen, nó lại hiếm như kiểu nhân viên đánh sếp vậy. Nhưng mà hiếm không có nghĩa là không bao giờ có. Một màn thượng cản chân hạ cản tay của thanh niên mang áo số 21 với trọng tài trông vô cùng khôi hài đã diễn ra ngay ở trên sân đấu. Hài hước hơn là ông tài này còn bị quậy tập thể, khiến dù có chạy như thế nào thì gã đầu bạc cũng liên tục bị cầu thủ áo vàng gõ mấy cái vô đầu. Không hiểu Marcus Rashford đang nghĩ cái gì mà sau khi dẫn bóng một mạch từ phần sân nhà đến tận cầu gôn của Liverpool, tuyển thủ Anh vẫn quyết định đi bóng thêm phát nữa, mặc cho hàng thủ của The Kop đã bu kín và người đàn anh Cavani để chọn vị trí thuận lợi để nhận đường chuyền. Pha xử lý vô cùng công kềnh này của số 10 bên phía Manchester United rõ ràng không nhận được sự đồng tình của khán giả và đồng đội, đặc biệt là từ một cầu thủ đã miệt mài chọn được chỗ ngon để đón lấy tín hiệu như Cavani. Một pha phá bóng vô cùng xuất sắc đã cứu một bàn thua trông thấy cho thủ môn. Hình như có cái gì đó sai sai. À, hóa ra đây là một cú dứt điểm với mục đích ghi bàn. Cơ mà trong tư thế thuận lợi như thế này mà thanh niên áo vàng vẫn có pha dứt điểm cuốn theo bao nhà cửa, ruộng vườn thì một danh hiệu tiền đạo phòng ngự xuất sắc xứng đáng được dành cho anh. Bạn muốn biết thể hình quan trọng như thế nào trong bóng đá không? Hãy liên hệ với đội trưởng của Chelsea, Kisa Aplikueta để biết thêm chi tiết. Trong ngày mà Lukaku vẫn là một nghệ sĩ nhân dân tại nhà hát của những giấc mơ, tiền đạo người Mỹ với thể hình của một chú voi rừng đã hất văng lão tướng Aplikueta một cách phũ phàng, khiến cho số 28 bên phía The Blues ngã dúi dụi bên ngoài đường biên, kéo theo cả cameraman ở đó bị vạ lây.
với việc vẫn đang nhả đạn ầm và đóng vai trò quan trọng ở AC Milan dù đã sắp bước sang tuổi 40, chắc hẳn người hâm mộ rất muốn biết đâu là bí quyết giúp Ibrahimovic dù đã ở độ tuổi đáng ra đã dưỡng già trong bóng đá lại bền bỉ và sung sức đến vậy. À thì hãy nhìn cách lão tướng này khởi động trước khi được tung vào sân, có thể sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của bạn đó. Một pha làm nóng cơ thể, đặc biệt là đôi chân có độ khó cực cao khi chân sút người Thụy Điển vòng nguyên vào đầu ông bạn già. Bảo sao mà Zlatan không gần guốc cho được mỗi khi vào sân. Khi bạn đã trót diễn quá sâu thì bạn sẽ dễ dàng lừa được những người bên kia chiến tuyến. Cơ mà tác dụng phụ cho sự nhập tâm đó là bạn sẽ lừa luôn cả đồng đội. Một màn giữ bóng và quan sát vô cùng chuyên nghiệp của thanh niên mang áo số 11. Những tưởng sẽ có một cái kết đẹp cho nỗ lực đó. Tuy nhiên đường truyền của anh xem chừng lại vô cùng hách não cả chiến hữu cùng màu áo, dẫn đến việc trái bóng cứ thế trôi qua hết vạch sân một cách hờ hững. Trong chuỗi ngày tăm tối nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay, đến cả những cổ động viên may mắn nhất được trực tiếp vào sân xem pháo thủ thi đấu, họ cũng ngán ngẩm mà dùng chiếc khẩu trang bịt luôn cả mắt của mình, theo kiểu, tôi không muốn chứng kiến thực tại là Arsenal đang phải tham gia cuộc đua trụ hạng thêm được nữa. Nhận định Manuel Neuer đang là thủ môn chơi chân tốt nhất trên thế giới hiện nay, xem chừng vẫn sẽ đúng trong thời gian dài nữa. Một pha phản xạ bằng chân tuyệt vời của tuyển thủ người Đức để cản phá cú dứt điểm sấm sét của đối phương, khiến cho thủ thành số 1 của Bayern Munich trở nên vô cùng ngầu và đẳng cấp trong mắt người hâm mộ. Lại thêm một pha diễn sâu nữa đánh lừa tất cả, từ đối thủ cho đến đồng đội. Tài năng trẻ đại diện cho thế hệ tiếp theo tại Real Madrid, Martin Odegaard đã có tình huống đá phạt đi vào lòng đất và khiến cho Isco phải thả trạng thái thất vọng ngay trên sân. Không biết cú diễn bất thành này có phải là nguyên nhân trực tiếp không, mà sau đó huấn luyện viên trưởng Zidane quyết định đầy ải anh lên ghế dự bị thường xuyên. Vừa rồi là những pha xử lý tương đối nghiệp dư của các cầu thủ bóng đá, khiến cho bỗng chốc họ biến thành những anh chàng thôn quê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.